Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với cả PC Black Gaming. Vừa rồi chúng ta vừa được xem một cái video khá là hấp dẫn về một tựa game bắn nhau theo phong cách cowboy phía Tây, đúng không ạ? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn nhận cái tựa game này. Và điểm hiện tại thì cái tựa game này nó đang được phát hoàn toàn miễn phí trên cái trang đó là Fastshark, hay có thể coi gọi đó là cá mập béo. Game này có tên đó là List and Gold. Gold. Đọc gold quen gold. Hiện tại thì cái trang Fastshark này đang phát tất cả là 1 triệu cây miễn phí của cái tựa game List and Gold này. Các bạn hãy là một trong 1 triệu người may mắn nhận cây về để chơi game nhá. Thì ở đây cái game này là như mình đã nói lại, đây là game bắn nhau của mấy thanh niên cao bồi. Đây là lối chơi nó cũng khá đặc sắc và mới lạ, đúng không nào? Đề tài cao bồi thì mình nhớ là nó không được khai thác nhiều cho lắm. Các bạn có thể thấy ở đây, cái tựa game này được đánh giá rất là cao trên các cái trang mạng về game nổi tiếng thế giới như là Game Reactor, PC Gamer hay là Escapist, được chưa nào? Toàn là 9 trên 10 thôi, 90% và 9 trên 10, điểm số rất là cao. Cho nên các bạn có thể yên tâm về chất lượng của tựa game này, được chưa nào? Game này thì nó được ra khá là lâu rồi, nó ra từ năm 2010 cơ. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì cái trang phát sắc này nó mới phát cây chúng ta, được chưa nào? Và có đến 1 triệu cây, cho nên các bạn cứ yên tâm là kiểu gì các bạn cũng sẽ có một cái, được chưa nào? Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái cây này. Điều đầu tiên, các bạn hãy vào cái trang web mà mình đưa cho các bạn đây nhá. Mình sẽ để cái trang web này bên dưới phần mô tả của video. Sau đó thì các bạn hãy kéo xuống F5 phát nhá. Đây, trang nó nguyên thủy như thế này, thế nào? Rồi, mình sẽ kéo xuống cuối cùng nhá. Ở đây, các bạn có thể đăng nhập vào cái trang web này bằng Facebook hoặc email của các bạn. Thì mình sẽ ấn vào cái email nhá. Ở đây mình sẽ đặt cái tên của mình trong cái trang này, sẽ là PC Crack Gaming. Còn cái email của mình thì mình sẽ đặt một cái email vào đây, xem nào. Rồi sau đó mình sẽ continue. Rồi, ở đây sau khi các bạn đã đăng nhập bằng email, bằng Facebook xong ấy, thì cái trang này nó sẽ yêu cầu các bạn làm hai việc tiếp theo. Thứ nhất đó là các bạn phải follow cái trang Fastshark này trên Twitter. Thì đơn giản thôi, ấn vào đây. Mình sẽ ấn vào mở liên kết nhé. Cũng giống như là mình click vào thôi. Và thứ hai là các bạn sẽ tham qua cái trang của cái game này trên cái cửa hàng của Steam, thế nào? Mình chuột phải và mở liên kết bằng tab mới luôn. Hoặc là mình ấn vào thì cũng tương tự, được chưa nào? Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Ấn phải ấn thêm vào visit page thì ấn thẳng vào đây luôn. À, không được à? What the fuck? Click here to follow. Vẫn bỏ phải click vào các bạn, mình không mở tay mới được. Connect your Twitter account. Vấn đề là thế này, Việt Nam chúng ta rất là ít người xài Twitter, mà cũng là nó có nhưng mà không nhiều. Thì để đăng ký một cái nick Twitter ấy, thì nó rất là đơn giản thôi. Mình ấn vào phần connect your Twitter account nhé. Đây, ở đây thì các bạn nó sẽ hiện ra cái bảng này, được chưa nào? Thì ở đây không biết có chỉnh tiếng Anh không nhỉ? Thì sợ một bạn sẽ bị tiếng Anh. Ở đây là tiếng Việt sẵn rồi, rất là đơn giản thôi. Nếu các bạn có cái tài khoản Twitter rồi thì các bạn chỉ cần đăng nhập vào thôi. Còn những bạn nào mà không có thì các bạn có thể ấn vào cái phần đâu nhỉ, để xem nào. Đăng ký Twitter ở đây, được chưa nào? Rất là dễ. Đăng ký nó hệt như là Facebook vậy. Điền tên hiển thị trong Twitter của các bạn, ví dụ như là PC Crack Gaming chẳng hạn. Còn email, số điện thoại thì điền vào thôi. Các bạn có email hay số điện thoại nào đó thì điền vô. Vì sau khi các bạn điền email rồi điền mật khẩu hoặc số điện thoại vào thì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về điện thoại hoặc email của các bạn. Rồi các bạn xác nhận nó cái là các bạn có thể đăng nhập vào Twitter một cách dễ dàng, thế nào? Nó đăng ký nó cũng giống hệt như là Facebook thôi, không có gì khó cả. Thì sau khi các bạn đăng ký xong ấy thì các bạn hãy quay lại cái trang Gold này. Ở đây thì các bạn hãy ấn vào click here follow. Và đầu tiên là các bạn phải đăng nhập vào Twitter đã nhá. Mình sẽ đăng nhập Twitter của mình nhá. Ok, sau đó thì mình ấn vào click kia follow. Có lẽ là đây là có cái dấu V này, có nghĩa là mình đã hoàn thành cái công đoạn đầu tiên. Công đoạn thứ hai là visit vào cái trang của cái tựa game đó là List and Gold này bên trong Steam ấy. Mình sẽ ấn vào đây nhá. Nó còn cái dấu hỏi đằng sau này. Rồi visit page. What the fuck, sao lại cái trang gì này? À, giới thiệu game mới à? Visit page à? Fastshark, đúng rồi, trang Fastshark. Có lẽ đây là game mới của cái nhà phát triển game Fastshark. Đúng rồi, họ quyết định đó là tung ra những cái
cái gì nhỉ, cái cây của tựa game cũ đó là Lead and Go, để tiện thể bắt chúng ta phải vào coi cái này để họ giới thiệu cái game mới này luôn này. Game này hiện tại đang được bán với giá 250. Một tin mới mà có lẽ các bạn cũng đã biết rồi, đó là thời điểm hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tiền Việt để có thể mua game trên Steam rồi nhé các bạn. Các bạn có thể lên trang Steam để mua rất nhiều game. Và các bạn hãy nhớ một điều, đó là ở đất nước của chúng ta, riêng đất nước Việt Nam của chúng ta ấy, thì game được giảm giá rất là nhiều so với cả trên thế giới. Ví dụ mình sẽ lấy một ví dụ đơn giản như là game trên thế giới, những cái bản Gold Edition chẳng hạn, này Collector Edition các kiểu ấy, thường họ bán 99 đô hay bao nhiêu đô ấy, thì ở Việt Nam chúng ta 99 hay là 100 đô ấy, thì ở Việt Nam chúng ta chỉ cần mua nó với giá khoảng tầm từ 300 đến 500 nghìn thôi, rất là rẻ, rẻ hơn rất là nhiều so với cả những người khác trên thế giới họ phải mua game này, được chưa nào? Cho nên là các bạn hãy tận dụng cái thời điểm mà chúng ta đang được ưu đãi giá để hãy mua những cái game bom tấn, ví dụ như là Nier Automata hay là những cái game gì hot mà mình cũng quên béng rồi, The Witcher chẳng hạn, hoặc là FIFA, PES gì đó, cái đó thì có crack rồi không làm gì. Những tựa game nào mà chưa có crack, như là Assassin Origin chẳng hạn, đúng rồi. Để thử Assassin Origin sẽ giá bao nhiêu nhá. Assassin, đây, Origin 1 triệu, ôi có được ưu đãi giá ra lắm. Nhưng mà là vẫn rẻ hơn so với các nước trên thế giới đấy các bạn. Assassin Origin giá 1 triệu rồi, vãi trưởng rồi, khoai rồi. Game này thời điểm hiện tại chưa có crack nhé các bạn, sắp tới thì nó sẽ có crack sau. Hiện tại thì nó chống được crack khoảng tầm 1 tháng rồi. De Novo hay là phần mềm gì mới đã giúp cho Assassin's Creed sống lâu như vậy, mình không hiểu. Hoặc là không có nhóm crack nào ngó ngàng tới Assassin's Origin cả. Nhưng mà đó là điều vô lý, Assassin's Origin là một bom tấn của 2017 mà đã không có nhóm crack nào chú ý tới, thì sự là hơi kỳ. Nói chung là các bạn có thể hiểu đơn giản, đó là nếu các bạn mua bằng tiền Việt, như là các bạn có sử dụng IP ở Việt Nam, thì các bạn sẽ được ưu đãi giá rất là nhiều so với các nước khác trên thế giới. Nghĩa là các bạn sẽ được mua game rẻ rất là nhiều ấy. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Thế nào? Rồi, quay lại chủ đề chính của chúng ta. Thì sau khi các bạn hoàn thành hai cái bước vừa rồi ấy, thì các bạn hãy ấn vào Continue ở đây nhá. Thế nào? Continue. Ở đây nó xác định xem là các bạn đã vào cái trang của nó chưa. Rồi, vào rồi đúng không? Ok. What the fuck? Visit Fastsack on Facebook. Đúng rồi. Sau khi các bạn đã follow nó thì chúng ta sẽ quay trở lại cái email. Đó, bắt bắt quên. Mail.google.com. Các bạn. Nhưng mà thì thấy sau khi mình sử dụng cái email của mình để follow cái Twitter, và sau khi mình đã hoàn thành cái việc đó là xem cái game mới của Fastsack, thì bây giờ nó đã gửi một cái gì nhỉ? Một cái email về cho mình rồi này. Đúng cái email mà mình đăng nhập vào nhá các bạn nhá. Đây này, cái email mình đăng nhập ở bên trên đó. Email đăng nhập nãy bên trên rồi này. Để mình refresh lại phát nhỉ. Xem nó có hiện không. Đây, xong rồi. Nhưng mà mình có nhớ mình nói với các bạn đó là mình một là đăng nhập bằng email, hai đăng nhập bằng Facebook á, được chưa nào? Thì mình đăng nhập bằng cái email này. Đây này, cái email đây, nói chung là cái email này, được chưa nào? Thì bây giờ nó đã gửi, sau khi mình hoàn thành xong ấy, thì nó sẽ gửi thẳng hoàn thành xong hai cái bước yêu cầu của nó đã gửi cho mình một cái email về đây. Mình sẽ mở cái email lên nhá. Ở đây thì đây chính là cái cây của tựa game, đó là List and Goal này các bạn. Nó gửi cho mình một email về này, mình sẽ copy lại. Sau đó thì mình sẽ đăng nhập vào Steam nhé các bạn. Các bạn đợi một lúc nhé, mình đăng nhập vào cái Steam của mình. Nói lại lần nữa, đó là đăng nhập vào email đặt tên của các bạn ở Fastsack. Sau đó thì các bạn follow họ trên Twitter, rồi các bạn thăm cái game mà họ mới phát hành. Đó là cái game gì mình quên rồi, mình quên tên rồi. Sau đó thì các bạn hãy quay lại cái email của các bạn đã đăng nhập vào trong cái Fastsack này, rồi các bạn nhận cái cây của tựa game, được chưa nào? Rất đơn giản thôi, chỉ có vài bước nhẹ nhàng thôi. Rồi, sau khi mình đã đăng nhập vào trong cái Steam của mình thì bây giờ mình sẽ ấn vào Add a game ở đây nhá. Rồi Active a product on Steam. Ấn Next, I agree. Sau đó thì dán cái cây mà mình vừa mới nhận được của Fastsack ra. Được chưa nào? Đây này, cây này. Sau đó thì ấn Next. Steam sẽ tự nhận đó ra là game Lead and Gold. Rồi, như vậy là hoàn thành rồi đấy, ấn Finish thôi. Bây giờ thì các bạn có thể thấy, đây, Lead and Gold đã về với cả cái library game của mình rồi đấy các bạn. Các bạn muốn download lúc nào cũng được. Và cây bản quyền của game nó có 1 triệu bản.
Fastsack sẽ phát ra 1 triệu cây của cái tựa game này. Và các bạn hãy là một trong những người, một trong 1 triệu người may mắn nhận cây đó nhé. Chúc các bạn nhận game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Chào tạm biệt các bạn.